Chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 15 cái token Swift. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start này. Rồi sau đó nhập mã captcha. Rồi tiếp theo thì mọi người chọn Join Airdrop. Sau đó thì mọi người sẽ join vào các nhóm Telegram. Quay trở lại, join tiếp vào nhóm Group. Rồi sau đó quay trở lại này. Tiếp theo mọi người sẽ follow Twitter và test thẻ 3 người bạn. Rồi bấm chọn theo dõi này. Tiếp tục mọi người sẽ kéo lên, chọn Like và sau đó thì test thẻ 3 người bạn này. Chọn tweet lại. Rồi sau đó quay trở về này. Mọi người bấm chọn submit. Chọn don. Và nhập profiling của Twitter nhé. Mọi người copy cái này. Sau đó dán vào đây. Và mọi người sẽ nhập username của mọi người vào. Rồi tiếp tục chọn don này. Sau đó thì gửi cho nó địa chỉ ví BSC. Rồi sau đó có thể bấm chọn information để kiểm tra thông tin nhé. Rồi thông tin của cái dự án này đâu rồi? Thì dự án này nó sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 4 và sẽ có 2.000 người may mắn giành chiến thắng nhé, 2.500 người. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.